Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về phần toán chuyển động, và trong phần hôm nay học sẽ là chuyển động ngược chiều. Thế thì chúng ta sẽ có cái công thức trong bài toán chuyển động ngược chiều này. Bây giờ thầy giáo sẽ xét cái bài toán. Thầy giáo ví dụ như là quãng đường AB là 10 km. Đề bài cho là từ hai điểm A và B cách nhau 10 km. Thì hai người đi xe đạp với vận tốc là người đi từ A thì là 3 km/h. Đạp xe hơi chậm đúng không? Còn người đi từ B thì đạp xe với vận tốc 2 km/h. Câu hỏi đặt ra là sau bao lâu họ gặp nhau? Bạn đã trả lời được câu hỏi này? Không thấy ạ. Mời Thế Hải. Hôm thứ Thầy là sau 2 giờ hai xe sẽ gặp nhau. Tại sao? Hôm thứ Thầy là con lấy 10 chia cho hai tổng hai vận tốc của hai xe ạ. Tại sao lại chia cho tổng hai vận tốc? Dạ. Hôm thứ Thầy là để đây là người thứ nhất nhá. Còn đây là người thứ hai. Thì 1 giờ người thứ nhất đi được bao nhiêu các bạn? 2 km/h. Dạ. Đúng không? 1 giờ người thứ hai đi bao nhiêu? Đi 2 km/h. Không phải là trên giờ mà đi 2 km, bởi vì thầy giáo đã nói 1 giờ rồi. Như vậy thì tổng lại chúng ta được là 1 giờ. Thì quãng đường cả hai người đi là được bao nhiêu? Đúng không? Nhưng mà khi gặp nhau, đúng không? Khi gặp nhau thì tổng quãng đường là 10 km. Đúng không? Đây này, giả sử như họ gặp nhau tại điểm C này này. Thì có đúng là đoạn AC này cộng với đoạn BC này chính là bằng 10 km đúng không? Như vậy khi gặp nhau thì tổng quãng đường sẽ là 10 km. Thế thì từ đó các bạn tính được ra là họ gặp nhau sau thời gian là bao nhiêu? 2 giờ. Đấy, đây chính là một cái bài toán chuyển động ngược chiều mà gặp nhau. Thế thì trong cái bài toán này, sau khi mà chúng ta lấy cái ví dụ này ra thì thầy giáo sẽ đưa ra một số kết luận sau đây. Thứ nhất, đó là đây nhớ là chuyển động ngược chiều nhưng mà phải cùng thời điểm các bạn nhé. Chuyển động ngược chiều cùng thời điểm, hay là còn gọi là cùng lúc đấy, đúng không? Nhớ là phải có cùng thời điểm thì các bạn mới có những cái tính chất sau đây. Thứ nhất, đó là
thời gian chuyển động là như nhau. Có nghĩa là anh thứ nhất đi từ A đến C và anh thứ hai đi từ B đến C thì hai cái thời gian đó là như nhau. Như nhau, hai thời gian có thể viết được là bằng nhau. Bằng nhau. Được chưa? Thế là cái thứ hai. Đó là khi gặp nhau chính có cái yếu tố này mà chúng ta có thể tìm ra được cái kết quả cuối cùng. Đó là khi gặp nhau thì tổng quãng đường chuyển động thì bằng gì các bạn? Bằng khoảng cách, đúng không? Chính là bằng khoảng cách. Hai người hoặc là vật đấy, chúng ta có hai cái kết luận này thì chính có hai kết luận này thì chúng ta mới có thể giải ra bài này được, đúng không? Và công thức trong chuyển động ngược chiều gặp nhau đó là quãng đường thì sẽ bằng tổng vận tốc nhân với thời gian gặp nhau. Đây chính là công thức trong bài toán chuyển động ngược chiều nhưng phải cùng thời điểm. Các bạn nhớ nhé. Như vậy là chúng ta có 3 đại lượng. Chúng ta có 3 đại lượng. Đại lượng thứ nhất đó chính là khoảng cách hay là quãng đường. Đại lượng thứ hai chính là tổng vận tốc. Và đại lượng thứ ba thì chính là thời gian. Đúng không? Như vậy thì nếu như biết 2 trong 3 đại lượng. Biết 2 trong 3 đại lượng. Thì chúng ta sẽ tính được đại lượng còn lại. Có đúng không? Đấy, và đây chính là cái mà chúng ta vận dụng để giải toán. Có nghĩa là biết 2 trong 3 đại lượng, chúng ta sẽ đi tính đại lượng còn lại. Rồi, ok. Đây chính là công thức xuyên suốt trong bài toán chuyển động ngược chiều. Gặp bài toán chuyển động ngược chiều, các bạn phải nhớ được ngay đến cái công thức này. Nhưng nhớ là phải chuyển động cùng thời điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cho quen công thức qua một số bài tập sau đây. Bài toán số 1. Thầy đã xóa bên này mà. Xóa dòng đầu tiên đi nhé. Đấy, các bạn viết thoải mái chưa? Bình Minh, tính nhanh thế. Bảo Nam, đúng rồi. Chơi cả tiếng Anh các bạn. Gia Hưng kiểm tra lại kết quả. Rồi, Mạnh Tuấn đúng rồi. Để tiếng Anh cũng được chứ làm sao? Chuyên gia công nghệ. Gia Hưng kiểm tra lại kết quả.
Tại sao ra lẻ thế? Con đúng chưa thầy? Bình minh đúng rồi, thì là nói ngay từ đầu mà. Con đúng chưa thầy? Các bạn không cần phải hỏi là đúng chưa, thầy giáo sẽ nhắc tên những bạn làm đúng. Đức Anh chưa thấy comment. À, Đức Anh đúng rồi, Hoàng Hưng đúng rồi. Đấy, các bạn không cần hỏi, tự thầy giáo sẽ đọc bạn nào làm đúng. Thế Hải đúng rồi. Như vậy thì toán là bài toán làm quen với công thức, đúng không? Công thức ở đây là gì? F bằng 255 km. Chúng ta tập viết tóm tắt đi. Ô tô V1, các bạn thích ghi V1 tóm tắt cũng được, hoặc là ghi V ô tô cũng được. Tóm tắt các bạn muốn ghi thế nào cũng được. V2 40 km trên giờ. Thế thì từ hai thằng này là chúng ta sẽ tính được V1 cộng V2, đúng không? V1 cộng V2 là 102 km trên giờ. Thế thì trong ba đại lượng thì chúng ta đã biết anh này, biết anh này. Thế thì muốn tìm cái này thì các bạn lấy cái này chia cái này là xong, đúng không? Hai ô tô, à hai xe gặp nhau sau 255 chia cho 102 và bằng 2,5 giờ. Rồi xong. Bài toán khởi động. Cho nóng người, trời đang mưa và lạnh. Khánh Linh chưa thấy comment nhỉ? Cảm thấy bài này dễ quá, không cần comment đúng không? Lần nào phải comment, không comment thì con nhớ không làm bài. Đúng. Thông minh. Rồi, như vậy là cái phần này các bạn nhớ cái thầy giáo đóng khung. Biết hai trong ba đại lượng, chúng ta sẽ tính được đại lượng còn lại. Tiếp nhé. Bây giờ thì xóa được rồi đúng không? Thầy cho bài số 2 về nhà. Tất nhiên bài số 2. Thì đúng rồi, bài về nhà là bài số 2. Tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Các bạn chỉ cần comment cho thầy giáo là cái ý sau thôi. Khi gặp nhau, người đi từ A cách B bao nhiêu km? Thầy giáo chỉ cần các bạn comment cái đó thôi. Nhớ nhá, đừng comment thừa. Hãy bắt chước thầy giáo viết những cái gì đề bài cho ra theo cái dạng ký hiệu như thế kia kìa. Đấy là tóm tắt đấy. Đã nói là người chỉ comment cái ý thứ hai thôi. Các bạn tập tóm tắt theo sơ đồ nhé. Chúng ta viết tất cả cái sơ đồ đoạn thẳng ra, sau đó chúng ta
này cũng 7 giờ, như vậy là cùng thời điểm, đúng không? Mười tám km vận tốc của người đi từ A là 4 km/h. Như vậy anh này là anh thứ nhất đi từ A với vận tốc, vận tốc người ta biểu diễn bằng cái mũi tên này, có nghĩa là chiều đi. Anh đi từ B thì đi với vận tốc là 5 km/h. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Gặp nhau thì chắc chắn là phải gặp nhau ở cái đoạn phải gần A hơn rồi, đúng không các bạn? Vâng. Gặp nhau. Họ gặp nhau tại điểm này là điểm C. Người ta hỏi chúng ta là khi gặp nhau thì người đi từ A cách B bao nhiêu km? Có nghĩa là khi gặp nhau thì người đi từ A đến đây, đúng không? Đây là người thứ nhất, còn đây là người thứ hai. Thế thì người ta hỏi là hỏi cái đoạn này. Đấy, các bạn tóm tắt như thế xong là nhìn rất rõ rồi. Phương Thảo nghe rõ trả lời. Alo. Phương Thảo chữa bài này nhá. Em có comment rồi. Con gửi cho thầy rồi. Con gửi này rồi. Bài này ấy, bạn nào mà làm sai cái hai người gặp nhau lúc mấy giờ thì cái câu đằng sau chắc chắn cũng sẽ sai. Cho nên tại sao thầy giáo chỉ cần hỏi kết quả của câu 2 thôi. Bài này là bài số 3 của các bạn đúng không? Đáp số đúng là những bạn sau đây. Thầy giáo bảo là chỉ hỏi ý B thôi mà sao cứ comment cả giờ rồi đấy. Chưa thấy bạn nào có đáp án B, đáp án ý thứ hai đúng cả. Chưa thấy bạn nào đúng cả. À, Thế Hải. À, nhiều bạn làm đúng thế nhỉ, sắp bắt thầy giáo bị hoa nhỉ, chết rồi. Mạnh Tuấn có đi học mà. Chán bảo Nam thật đấy, Mạnh Tuấn hôm nay vừa mới làm một quả đầu showbiz xong để mà con lại bảo không đi học. Nhưng mà thế vừa in ạ. Năm mới bạn ấy thay đổi, bạn ấy có nhiều cái mới. Người lớn hơn nên là người ta không nói nhiều nữa. Con thì nói được ít gì. Rồi, thì trước bài này. Right.
7 giờ 3. Alo. Các bạn nghe rõ chưa? Giờ thì mới được. Thế thì biết tại sao rồi. Ok, thì đã chỉnh lại một tí là xong. Alo. 432-1099, nghe rõ chưa? Rồi ạ. Rồi. Như vậy là đến đây chúng ta thấy là thời gian đi từ A đến C là 2 giờ. Mà thời gian đi từ B đến C cũng là 2 giờ. Mà vậy thì muốn tính cái quãng đường này chính là câu hỏi của người ta ấy. Các bạn chỉ việc lấy cái thời gian này các bạn nhân với vận tốc của người đi từ B. Đúng không? À. Khi gặp nhau. Khi gặp người đi từ A cách B là lấy cái thời gian này nhân với vận tốc. Hay là vận tốc trước chứ, vận tốc trước nhân với thời gian. Vận tốc của người đi từ A là 4 km/h. Nhưng mà con phải hỏi xem người ta hỏi là hỏi là khi gặp nhau thì người đi từ A ấy tức là cái người đi 4 km/h người đó hỏi cách B mà. Người ta hỏi cách B. Cách B bao nhiêu thì chính là quãng đường mà người thứ hai đi. Bình minh, rõ chưa? Rồi, ok. Được rồi em. Mộng mơ. Các bài toán vẫn hơi dễ dễ đúng không các bạn? Chưa gặp khó khăn đúng không? Bài số 2 là bài này em. Về nhà. Sau bài đấy. Rồi tiếp. Em hỏi Quỳnh nhưng mà còn hồ phấn màu đó. Hỏi Quỳnh ấy.
Bài này quá dễ, chắc bài này không chữa. Các bạn chỉ cần tính xem là tổng vận tốc là bao nhiêu, nhân với thời gian gặp nhau thì ra quãng đường thôi mà. Đáp số bài này 180 km. Rồi, bài này quá dễ. Chúng ta chuyển sang bài khác. Rồi, các bạn làm ra bài này. Bài này hơi có tí thử thách một tí. Mỗi viên một màu em ạ. Lấy mỗi màu một viên. Đức Anh làm lại. Khánh Hưng đúng. Tuấn Phong đúng. Bình Minh đúng. Em đúng hay sai ạ? Con là ai? Bạn ạ. Bảo bạn đặt sẵn đi. Hoặc bảo các bạn đặt phấn màu ấy. À, mấy hộp phấn màu. Em có bảo Nam đúng hay sai ạ? Bảo Nam, thầy giáo chưa nhìn thấy, cứ bảo Nam comment. Thế Hải đúng. Bảo Nam gần đúng. Mỗi cái thêm 2 km/h nữa thì đúng. Bài toán này đó, để ta phân tích một chút nhá. À, chúng ta chú ý là ở đây đề bài là cho khoảng cách, như vậy là từ đây đến đây là 140 km này. Như vậy là chúng ta biết tổng, biết quãng đường đúng không? S bằng 140. Biết gì nữa? À, biết T gặp nhau, thời gian gặp. Hai giờ. Thế thì từ hai cái anh này chúng ta sẽ biết được cái gì? Tổng vận tốc. À, sẽ biết được tổng vận tốc. Mà đề bài thì cho vận tốc của ô tô thì hơn vận tốc xe máy. Như vậy là biết V1 trừ V2 thì lại bằng 10. Vậy thì đây là bài toán gì? Tổng hiệu. À, bài toán tổng hiệu.
Thế thôi. Được chưa? Đấy, phân tích thì là như thế. Thế còn lời giải, các bạn biết đầu tiên đó là tầm vận tốc. Lấy 140 chia cho 2 bằng 70 đơn vị km trên giờ. Biết hiệu thì lại là 10. Tìm số lớn, chúng ta được vận tốc ô tô Bảo Nam tính kiểu gì mà nó ra số lẻ đấy hả con? Đấy, thế thôi. Như vậy là các bạn thấy những bài toán cơ bản của chúng ta được người ta lồng vào trong những bài toán này. Đó là bài toán tổng hiệu, đó là bài toán tổng tỷ, đó là bài toán hiệu tỷ. Thậm chí là có cả bài toán hai tỷ số, thậm chí có cả bài toán giả thiết tạo. Rất nhiều. Do đó chúng ta cần phải đọc được để chúng ta đưa được về những dạng toán đã học. Tiếp. Ví dụ như đây là bài toán tổng tỷ. Các bạn tính nhanh kết quả cho thầy giáo xem bằng bao nhiêu. Khánh Linh tính vận tốc ô tô mà bé cái kia thôi á. Ô tô mà bé cái kia thì là ô tô đồ chơi à? Thế Hải là nhà có mấy anh em con? 4 con. Ồ, thế là có một chú đấy à? Thế được chiều lắm đúng không? Ồ, Khánh Hưng ra lẻ cái kia. Thì ra thấy Khánh Hưng ra lẻ mà Bảo Nam ra lẻ, không biết là mà ra kết quả giống nhau thế. Thì đó lại xóa. Rồi, bài này giáo chữa nhanh. S bằng 174 km.
Đây chính là bài toán tổng tỉ. Tổng vận tốc 174 chia cho 2 bằng 87 km trên giờ. Mà V1 chia V2 là 1,5 đúng không? 1,5 chính là 3/2 đúng không? Như vậy là chúng ta tính được vận tốc xe đi từ A. Vận tốc xe đi từ A, chúng ta lấy 87 chia cho tổng số phần nhân với số phần của xe đi từ A. Lẻ thật chứ. 87 chia cho 5. 87 chia cho 5 là 17,4 ạ. 52,2. 52,2. Lẻ thế nhỉ. Cũng không lẻ lắm đúng không? Vẫn chia hết. Bằng 35,8 à? Đấy, già rồi, tính toán sai. Được rồi. Đấy, các bạn bây giờ là tính nhanh cả thầy giáo, tính chuẩn hơn luôn. Tiếp nhá. À, một số bài dễ dễ đã xong rồi, bây giờ bắt đầu gặp bài khó hơn. Đó là bài dạng bài toán mà chuyển động không cùng thời điểm. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đấy. Ừ.
con đúng chưa? Hình như các bạn chú ý câu hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ. Lại là câu chuyện hỏi là ăn cơm trưa và bảo no rồi, có nhớ không? Trả lời đúng câu hỏi. Con cũng trả lời thế mà. Hoàng Hưng kiểm tra lại kết quả. Khánh Hưng đúng rồi. Mạnh Tuấn cứ chạy lăng xăng đi đâu con? Bình Minh đúng rồi, Tuấn Phong đúng rồi. Phương Thảo, đáp án E. Phương Thảo ra chưa? Thế Hải cũng ra rồi. Gia Hưng, Quốc Bảo, Quốc Bảo xong chưa? Chưa phải. Quế Chi, Khổng Thúy Linh. Thúy Linh làm xong chưa? Thôi chả thấy comment. Rồi đúng rồi. Khánh Linh, Bảo Nam. Rồi thầy giáo sẽ chia mẫu bài này cho các bạn. Đây là cái dạng bài chuyển động nhưng mà nó lại không cùng thời điểm. Thế mà chúng ta thì chỉ có công thức chuyển động cùng thời điểm thôi. Vậy thì chúng ta phải tìm cách chúng ta đưa bài toán về chuyển động cùng thời điểm. Vấn đề là đặt ra là đưa về như thế nào, đúng không? Thế thì các bạn xem cái xe đạp ấy là đi trước đúng không? Sau 2 giờ thì xe máy mới đi. Như vậy thì chúng ta phải tính xem sau 2 giờ thì xe đạp nó ở đâu. Đầu tiên chỗ này thầy giáo ghi nó là 118 km đã này. Sau đó 6 giờ thì người đi xe đạp đi từ A với vận tốc 12 km trên giờ. Đây là xe đạp. Xe máy thì lại đi từ B lúc sau 2 giờ đúng không? Sau 2 giờ như vậy là xe đi từ B. Xe máy đi lúc mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ. Đấy. Hai mốc thời gian khác nhau. Thế thì không xử lý được bằng công thức của chúng ta rồi. Nhưng thầy giáo sẽ tính được là 8 giờ thì xe đạp nó sẽ ở đâu. Xe đạp lúc 8 giờ xe đạp sẽ ở điểm C này. Đấy. Lúc này là 8 giờ. Thì xe đạp nó sẽ đi đến đây. Đúng chưa? Thế thì lúc đó chúng ta sẽ coi như là xe máy và xe đạp cùng chuyển động lúc mấy giờ? 8 giờ. À lúc 8 giờ. Và chúng ta đưa dạng bài này về dạng bài quen thuộc, đó là bài toán chuyển động cùng thời điểm. Đấy. Bây giờ thầy giáo sẽ tính ra là đầu tiên thầy giáo sẽ nói là sau 2 giờ hay là 8 giờ xe đạp đến C. Có tính được quãng đường AC không các bạn? Có.
À, muốn tính quãng đường thì chỉ việc lấy thời gian nhân với vận tốc của xe đạp thôi. Chúng ta có quãng đường AC chính là 12 nhân với 2 bằng 24 km. À, như vậy thầy giáo sẽ được cái anh này là 24. Thế thì có tính được quãng đường BC không? À các bạn, có tính được không? Có ạ. Đến đây chúng ta bắt đầu viết thêm một dòng. Dòng này chính là dòng quan trọng, đó là dòng chuyển trạng thái về bài toán cơ bản. Đó là xe máy, xe đạp cùng chuyển động, đúng không? Lúc gì? Lúc 8 giờ trên đoạn BC. Cái câu này các bạn thích thì các bạn ghi vào, còn đây thì giáo chỉ viết để cho các bạn biết rằng là dòng này là dòng chuyển trạng thái của bài toán về bài toán cơ bản. Đấy, đến đây là xong rồi. Đến đây chúng ta xử lý tiếp là hai xe sẽ gặp nhau tại cái điểm, đó là điểm D, đúng không? Đây chính là điểm gặp nhau. Thằng này là xe đạp, thằng này là xe máy. Như vậy người ta hỏi là tại điểm D này là mấy giờ này. Thế thì chúng ta sẽ tính ra là hai xe gặp nhau sau thời gian bao nhiêu? 2 giờ. À quên, xin lỗi các bạn, làm hơi tắt. Phải tính cái quãng đường BC đã. Quãng đường BC. Chúng ta tính ra bằng 118 đúng không? Trừ đi 24. Bao nhiêu nhỉ? Như vậy. 94 chứ. Các bạn định lừa thầy giáo đúng không? Vậy à. Còn lâu thì giáo mới bị lừa. 94 km. À bây giờ chúng ta mới viết tiếp hai xe gặp nhau sau. Sau thời gian lấy 94 chia cho tổng vận tốc, bởi vì lúc này là bài toán cơ bản rồi. 12 cộng với 35, quá kỳ diệu, cho số gì mà đẹp thế, được chưa? Như vậy hai xe gặp nhau lúc 10. Cái chỗ này các bạn dễ bị nhầm. Các bạn nhớ là gặp nhau thì phải tính từ lúc nó cùng chuyển động. Rồi xong. Như vậy bài này khá dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần tính xem là cho tới cái thời điểm mà hai xe cùng chuyển động ấy, thì cái xe chuyển động trước ấy, nó đi được bao nhiêu km, thì chúng ta tính cái đoạn đường còn lại ra là đưa về bài toán quen thuộc. Yes.
So easy. Tiếp nhá. Các bạn sẵn sàng để làm bài tiếp theo chưa? Rồi ạ. Ừ. Em khoanh bài này cho các bạn về nhà làm nữa, là bài số 3. Các bạn có 3 bài tập về nhà, nếu bạn nào làm nhanh thì mất 15 phút, bạn nào làm chậm thì mất 30 phút hoặc 1 ngày. Bạn nào mà làm siêu tốc độ có nghĩa là xong luôn, có nghĩa là không làm tí nào, đúng không? Nhưng mà đừng ai như thế nhá. Năm mới các bạn nào mà năm ngoái mà nộp bài tập về nhà hay bị muộn với hay quên không nộp ấy, thì năm nay nhớ nhá. Đấy, các bạn làm gì giáo bài này? Các bạn chỉ comment ý thứ hai cho thầy giáo thôi. Vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu km? Thầy giáo chỉ cần câu này thôi. Đó, đây là do bị ngã. Đang trên đường đi thỉnh kinh. Bảo Nam làm xong chưa? Quay mặt đi đâu ấy? Kết quả của Thế Hải là có 102 à? Độc nhất vô nhị. Đúng không? Đúng à? Thế Hải làm đúng rồi nhá. Nhanh thế nhở? Như là hack ấy. Thầy giáo thấy siêu tốc độ quá thôi. Sáu giờ sáng. Một người đi xe máy từ A. À chà. Giá tội gì mà không vẽ to, bảng mình đang to đúng không?
Mới có mỗi Thế Hải làm đúng thôi à? À, Khánh Linh và Tuấn Phong cũng làm đúng nhá. Không đúng à? Ờ, Khánh Linh và Tuấn Phong làm gần đúng thì em nhầm. Theo đúng kịch bản thì các bạn phải xem cái xe máy 1 sau 1 giờ nó đi đến đâu, đúng không? Lúc này sẽ là 7 giờ, đúng không? Đấy, tóm tắt xong rồi đấy. Khánh Hưng, không đúng. Cái thời điểm này là thời điểm lệch, đúng không? Vậy thì chúng ta phải đưa về cái thời điểm này để cho nó cùng thời điểm. Mà đưa về cùng thời điểm rồi thì lúc đó nó đã có một độ dịch chuyển rồi. Chính là đoạn AC này. Như vậy là câu mở màn của chúng ta bao giờ cũng phải là gì? 7 giờ xe máy từ A đến C. Đúng không? Quãng đường AC. Khánh Linh tính lại chưa? Quãng đường AC thì chính là xe máy thứ nhất đi với vận tốc là 30, mà từ 7 giờ đến 6 giờ thì nó là 1 tiếng, đúng không? Như vậy là đoạn AC là 30 km. Như vậy thì đoạn từ đây đến đây là bao nhiêu? 156 km. À, chúng ta tính ra được là cái dòng này là cái dòng chuyển trạng thái, đúng không? Là hai xe máy cùng chuyển động lúc 7 giờ. Các bạn muốn ghi dòng này cũng được, không ghi cũng được. Nhưng ghi để cho các bạn hiểu đây là cái dòng để có thể chuyển được bài toán cơ bản. Hai xe máy cùng chuyển động lúc 7 giờ quãng đường BC. Các bạn có thể bổ sung thêm là đi ngược chiều. Tiếp theo là chúng ta tính quãng đường BC. Một tám sáu trừ 30. Một trăm năm mươi sáu km. Thế thì khi như vậy rồi thì hai xe sẽ gặp đi, nó sẽ gặp nhau, nó gặp nhau tại cái điểm D, đúng không? Gặp nhau. Đây là xe máy 2. Còn đây là xe máy 1. Đấy. Đến đây thì chúng ta tính ra cái thời gian nó gặp nhau.
Người ta hỏi là vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu xa. Như vậy người ta hỏi các bạn chính là hỏi, yêu cầu chính là hỏi đoạn AD. Yêu cầu hay chính là nhiệm vụ của chúng ta. Đó là tính gì? Thế thì đến đây chúng ta đã có cái bài toán cơ bản rồi. Đấy, cùng nhau chuyển động quãng đường này. Từ đó chúng ta tính được là hai xe gặp nhau sau. Lấy 156 chia cho tổng vận tốc. Bao nhiêu nhỉ? 30 cộng 35. Kết quả bằng bao nhiêu các bạn? 2,4 giờ. 2,4 giờ. Bạn nào nhỉ? Bạn nào? Khánh Hưng à? Khánh Hưng làm có cái đúng bài nào? Thế thì chưa tin được. 65, 2,4 chắc là đúng. 65 trên 2,4 có đúng bằng 156 không các bạn? Thế thì chúng ta đã tính được 2,4 giờ. Như vậy từ đây đến đây sẽ là 2,4 giờ này. Các bạn nhé. Và anh này đi từ đây đến đây cũng là 2,4 giờ. Thế thì từ đó các bạn tính được ra quãng đường CD. Sau đó các bạn cộng lại là xong. Chúng ta lấy thời gian nhân với lại cả 30, 2,4 nhân 30. Và bạn Khánh Hưng chỉ sai có chỗ này thôi, đó là đoạn CD. Nhưng người ta hỏi là hỏi cách A bao nhiêu xa cơ mà. Như vậy chúng ta trả lời vị trí gặp nhau cách A là 72 cộng 30 có 102 luôn. Quá là kết quả quá đẹp. Thầy sao còn về nhà thầy? Thầy giáo đã giao rồi. Bài mới ạ? Bài tập về nhà phần này. Rồi, các bạn nghỉ ở lao.